thì cái mặt bài này của em chủ yếu là focus vào cái hình ảnh sau điều kiện. Thì cũng rất là cảm ơn chị Định Diện nói chị đến giờ mà thành được bao nhiêu bài thì em cũng hơi bất ngờ. Thì mai mình có thể ổn định để em có thể trình bày luôn. Thì giống như ngày ấy là em cũng sẽ trình bày về cái bài về ca nổi bật Tử Cung. Thì bây giờ mình sẽ trình bày về ca của Tử Cung. Thì theo cái số liệu của cái tài liệu bệnh lý của Gen Radiographic mà em lấy được thì cái ca của Tử Cung hiện tại là phụ nữ thứ tư hoặc phụ nữ họ bệnh. Nhưng mà đối với cái Việt Nam á, theo cái thông tin của Tổng cục Y học Việt Nam vào năm 2016 thì ca của Tử Cung là thứ hàng thứ hai đối với Hà Nội và đối với thành phố Hồ Chí Minh là cái ca của Tử Cung là cái loại ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ. Do đó dù chỉ tỷ lệ mắc và tử vong thì tệ thì đáng kể, nhưng mà cái ca của Tử Cung mới là cái nguyên nhân tử vong thường gặp nhất phụ nữ như bạn này. Thì giống như là bây giờ mà dựa trên cái sự tiến bộ trong điều trị của ung thư thì anh chị biết là cái ca của Tử Cung hay là ca ung thư nói chung không còn là một bệnh lý là cái chẩn đoán cao là nhân mắc. Thì tùy vào cái giai đoạn theo phi vô á thì cái tiên lượng của bệnh nhân sẽ thay đổi và có thể thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố tiên lượng khác em sẽ nói. Thì hiện tại giống như cái bài trước về ca nổi bật Tử Cung thì ca nổi bật Tử Cung hiện nay cũng được phân loại theo FIGO vào một cái revise vào năm 2019. Cái tiêu chuẩn đó thì nó sẽ chia ra thành hai loại. Thứ nhất là cái u ở giai đoạn từ giai đoạn 1 đến 1 trở xuống và hoặc là cái giai đoạn 2A1 mà chỉ lan ở 1/3 trên 5 đạo thì sẽ được điều trị chủ yếu là với phẫu thuật và có hay không cái hóa trị là tùy thuộc vào bệnh nhân sẽ được làm. Đối với cái giai đoạn u và giai đoạn từ 2 lên trở đi thì việc điều trị chủ yếu là quái xạ đồng thời. Do đó cái việc mà chúng ta đọc cái kết quả mà có thể phân giai đoạn theo FIGO rất là quan trọng thì nó sẽ định hướng đến điều trị. Thì như các chị đã biết hiện tại cái xạ trị cả xạ trị ngoài và xạ trị trong được lên kế hoạch hoặc là làm CT hoặc là MRI, mà do cái điều kiện kinh tế thì ngay cả ở bên nước ngoài người ta vẫn không thể lên kế hoạch dựa trên MRI hoàn toàn được mà chủ yếu là dựa trên CT. Thì cái việc đánh giá tổn thương sau điều trị có đóng một vai trò rất là quan trọng. Vì lúc đó thực tế ở trên cái trong thực hành lâm sàng ở bệnh viện em thì sau xạ không phải là có một cái tổn thương nào nghi ngờ trên MRI là bác sĩ lâm sàng lại bác đi xin tiếp nữa có và họ dựa trên cái kết quả của mình để họ điều trị luôn. Do đó là cái việc mà mấy anh chị chỉ cần nói một câu tổn thương này nghi ngờ tái phát hay là mấy anh chị nói tổn thương này là thay đổi sau điều trị, nó là một cái sự khác biệt hoàn toàn. Do đó cái vai trò của cái người bác sĩ trở thành hình ảnh rất quan trọng. Bởi vậy cái việc đầu tiên là chúng ta phải làm quen được với những cái hình ảnh thay đổi sau điều trị. Chúng ta không nhầm lẫn từ một bệnh nhân là đang đáp ứng rất tốt cái điều trị mà chúng ta chỉ cần nhầm lẫn một hình ảnh đó chuyển thành một cái bệnh nhân chúng ta nói là nghi ngờ tái phát thì cái điều trị của họ thay đổi hoàn toàn. Thì cái ứng dụng sâu sàng hiện tại nó đã giảm dần giảm so với những cái thời điểm trước đây do những cái tiến bộ về sản phẩm và dù sao và thường là nó có hai cái dạng là sẽ ra bất tình hoặc lành tính mà mình sẽ nói chi tiết. Đây là bản phân loại FIGO. Như các anh chị cũng nhìn thấy á thì thông thường cái phân loại ở phía trên này nó chia ra hai cái từ cái giai đoạn không cho đến cái giai đoạn 2A đây thường được gọi điều trị phẫu thuật với một loại trừ duy nhất là cái giai đoạn 1B2 này. Giai đoạn 1B2 này sẽ được điều trị xạ trị những cái u mà có kích thước lớn hơn 4 cm thì cái u này sẽ được điều trị hóa xạ đồng thời không được phẫu thuật. Đây là một cái yếu tố tiên lượng độc lập mà dù các anh chị thấy là nó là giai đoạn 1B2 có thể nó còn nhỏ hơn cái hay là nó giai đoạn sớm hơn giai đoạn 2A1 nhưng giai đoạn 1B2 vẫn được điều trị là hóa xạ đồng thời không được phẫu thuật như mấy anh chị. Còn có một cái yếu tố tiên lượng thứ hai mà mấy anh chị thấy trong cái bản FIGO của ca cổ tử cung không hề
tố dinh dưỡng độc lập. Nếu mà nói sơ qua về cái bản chi tiêu này thì cái dinh dưỡng của bệnh nhân ở giai đoạn 1, cái tỷ lệ mà lành mạnh là khoảng 90%, sống sau 5 năm là 90%. Nếu ở giai đoạn 2, tỷ lệ sống là khoảng 63%. Giai đoạn 3, tỷ lệ sống còn khoảng 32-35%. Và giai đoạn 4, theo điều trị tỷ lệ sống chỉ còn 16% thôi. Nhưng đó là em nói là trong cái bản chi tiêu này hoàn toàn chưa đề cập đến yếu tố này. Mấy anh chị đọc ở trên này sẽ thấy hoàn toàn cái này không có hạn. Nếu có tổn thương hạn cấp chậm thì cái tiên lượng sống còn của bệnh nhân sau 5 năm từ 90% ở giai đoạn 1 sẽ tụt xuống còn 50% thôi theo các nghiên cứu ở Mỹ. Và có một điểm mấy anh chị lưu ý là cái ca của tử cung thực sự là cái điểm hạn cấp khá là dễ tập. Nó chỉ là ở ca của bạn tử cung hạn nhiều. Cho nên đó là thứ nhất chúng ta được loại bỏ cái điểm hạn của giai đoạn từ 1A trở đi. Đây là từ sau đó một việc vui, bởi vì cái giai đoạn 1A này chỉ có thể phát hiện trên tế bào não, cho nên mấy anh chị có nếu mà anh mấy anh chị đọc thì ngày em ra mấy anh chị có thể quên cái giai đoạn này đi cũng được. Rất ít trường hợp chúng ta phải làm việc với cái giai đoạn 1A này, hầu hết chúng ta sẽ phải làm việc với những cái tổn thương này. Mấy anh chị sẽ thấy những tổn thương này có thể quan sát được trên lâm sàng. Đây từ giai đoạn 1B trở đi đến giai đoạn 4 là những thứ chúng ta sẽ làm việc nhiều nhất. Một số thì minh họa, tại vì đây là cái bài của em chủ yếu về sau điều trị, thì cái những hình ảnh này là thêm vô để chúng ta có thể xem thêm thôi. Thì cái giai đoạn PICO 1B đây là cái giai đoạn mà chúng ta có thể thấy được cái u trên lâm sàng. Trên này đây là một cái hình ảnh thì từ trên xuống T2 có em chỉ có thể thấy được cái u rất là dễ dàng. Ở đây cái cấu trúc lớp nối vẫn còn ở đây, và chúng ta thấy được cái u nó nằm dưới hàm ở trong vùng cổ tử cung, nó không chưa lan ra âm đạo. Nếu cái u này lan ra âm đạo vị trí 1/3 trên thì cái u này chuyển sang giai đoạn 2A. Còn nếu nó nằm khu trú ở trong vùng cổ tử cung không xâm lấn trung cung vân vân thì nó là giai đoạn 1B. Là với giai đoạn 1B này thì người ta sẽ được điều trị là phẫu thuật. Đây là u giai đoạn 2B. U giai đoạn 2B thì các anh chị có thể nhìn thấy giống như bài của chị Hàng sáng đã có nói về mặt cấu trúc của cổ tử cung. Ở đây chúng ta thấy được cái lớp nối của chị, cái lớp nối ở đây vị trí này nó mờ mờ, chúng ta không cảm giác được. Và các anh chị thấy có những cái nối nó xâm lấn ra vùng trung cung kế cận. Đây là biểu hiện của những tổn thương nó bắt đầu xâm lấn trung cung. Mà các anh chị biết rồi, về mặt giải phẫu chu cung chúng ta sẽ được chia được thành hai phần trên hình ảnh membrane. Thứ nhất là cái vùng chu cung gần, vùng chu cung gần nghĩa là nó nằm từ cái điểu quản này gần, và thứ hai là vùng chu cung xa. Hai cái vùng này nó khác nhau về mặt cấu trúc mô học, bởi vì vùng chu cung gần quanh này, quanh cái cổ tử cung hoặc là quanh tử cung, nó chứa chủ yếu là mô liên kết. Khi mà xâm lấn vô thì nó có thể gieo rắc bắt đầu tổn thương, sẽ gieo rắc rất là nhanh. Còn cái vùng chu cung bên ngoài này là cái vùng chưa mở, và khi mà tổn thương có thể xâm lấn đến đây thường nó bắt đầu xâm lấn điểm quản, bắt đầu lan ra xâm lấn điểm quản chậu, những mạch máu chậu chậu, lúc đó là đã tiến hành cái giai đoạn 3B. Đây là tổn thương giai đoạn 3A. Giai đoạn 3A là sao? Nghĩa là cái ca tổn thương cung này nó bắt đầu di chuyển xuống, nó xâm lấn ở âm đạo và nó xâm lấn đến tận 1/3 dưới âm đạo. Ở đây cái hình này hơi tối cho mấy anh chị có thể thấy được. Bình thường ở đây nó có một giống như sáng chị Hàng nói, đây là một cái ống, cái ống chúng ta mấy anh chị phải thấy được cái lằn sáng trên trên hè ở vị trí này, bây giờ mình không thấy được. Và chúng ta thấy được hai cái tổn thương chính chịu trung gian trên hè, đây là u nó đã xâm lấn xuống 1/3 dưới âm đạo và nó sẽ là PICO 3A. Nếu u nó xâm lấn ra cái vùng chu cung xung quanh và xâm lấn vào bạch đạo, có thể xâm lấn mạnh chẽ điều khoản vân vân, đó là PICO 3B. Thì cái phi 4 thì các anh chị thấy là đơn giản.
nếu tổn thương ở cổ tử cung nó xâm lấn đường mạng phế cập thì nó là phi vô cung hang, nếu nó xâm lấn nó di căn mạng xa thì nó là phi vô cung lên. Cái này nó đơn giản ở đây, các anh chị thấy được cái tổn thương chính giữa trung gian của cổ tử cung nó có xâm lấn vào các hàng của bàng quang, ở đây nó xâm lấn vào trong lòng bàng quang. Và cái chuyện mà xác định chẩn đoán để gây bàng vũ a thì ở ví dụ như ở trong thực hành lâm sàng của bệnh viện của em thì bắt buộc phải được nội soi bàng quang xuyên tiết đánh giá về cái bàng vũ a, chứ không phải là mình chỉ chẩn đoán là trên trình hình học thôi nhưng mà xác nhận lại là của lâm sàng. Thì giống như thế, em đã trình bày với các anh chị cứ dưới giai đoạn 1D1 tức là tổn thương dưới 4cm chúng ta sẽ làm phẫu thuật. Thứ hai là nếu mà tổn thương có xâm lấn phần cao mô tạng mà kích thước dưới 4cm chúng ta vẫn làm phẫu thuật, tại vì cái kích thước tổn thương mình trên 4cm nó là một yếu tố tiên lượng nặng cho bệnh nhân, tiên lượng bệnh nhân sẽ nặng hơn dù là giai đoạn bệnh nhân còn khá là sớm. Còn đối với những cái giai đoạn 1, 2B đến 4 thì chúng ta sẽ được điều trị là hóa xạ đồng thời với cái việc là xạ trị ngoài kết hợp với xạ trị trong và hóa trị cisplatin. Thì cái này nó sẽ giúp cải thiện tiên lượng, và nếu mà tại vì ở trong cái điều kiện em theo dõi hình ảnh trên bệnh viện ung bướu thì nó cải thiện hình ảnh một cách rất là nhanh chóng. Vậy cái vai trò của thực sự chúng ta là cái gì ở trên phương diện chúng ta khi mà theo dõi một cái đáp ứng điều trị này của phụng tử? Thông thường là cái vai trò của phụng tử đóng vai trò chính, tại vì đánh giá cái tổn thương tại chỗ thì thường là trong cái protocol của những cái tài liệu nước ngoài họ điều phụng tử, vì lâm sàng đánh giá không chính xác trong đến 70-75% trường hợp. Và đối với MRI thì MRI là phương tiện tốt nhất ở những cái tổn thương ở giai đoạn tiến triển, tức là lớn hơn 1D1. Tất nhiên những cái giai đoạn 1A khi mà tổn thương nó chỉ là vi thể thì chỉ có thể quan sát trên vi thể trên những cái pap smear, trên những cái thin crack, nhưng mà chúng ta không thể quan sát trên MRI. Còn những cái giai đoạn sớm hơn thì PET-CT có thể được sử dụng chủ yếu là đánh giá những cái tổn thương hạt vi căn. Vậy thì chúng ta nói sơ về cái cách mà người ta lên cái kế hoạch xạ trị như thế nào. Đây là cái phần mà em ghi để các em chỉ có thể đọc ở nhà, còn trên cái hình thì rất là đơn giản. Đây là cái vùng mà chúng ta quan sát được tổn thương trên lâm sàng, cái vùng màu đỏ. Thì trên cái vùng màu đỏ này là những cái tổn thương mà nhìn thấy được. Còn cái vùng màu xanh là cái vùng thể tích mục tiêu mà các bác sĩ ở bên xạ trị họ muốn xạ vào cái vùng này. Đây là cái vùng xanh lá. Thì những cái vùng này là cái vùng mà họ tiên lượng là cái tổn thương đó có thể xâm lấn về vi thể. Và tại sao đến cuối cùng họ lại xạ trị cái vùng thông sự ở xạ trị là cái vùng thể tích kế hoạch điều trị của xanh dư đây. Cái vùng này á là cái vùng nó phải loại, họ phải loại trừ luôn cả cái sự khác biệt về cái mặt bàng quang của nước tiểu. Trong khi quá trình xạ trị nếu bàng quang nó tăng thể tích lên nó sẽ có thể làm thay đổi cái đường xạ của anh chị. Trong quá trình đó ví dụ có hoạt động của các vai ruột đẩy phân số cũng có thể làm thay đổi cái đường xạ của anh chị và chính cử động của bệnh nhân nữa. Do đó đến cái cuối cùng cái thể tích kế hoạch điều trị là cái thể tích cuối cùng họ xạ trị, thì các anh chị có thể quan sát được điều này. Đây là thực tế lâm sàng và đây là một cái hình ảnh mà họ dùng MRI và CT để xạ trị trong. Thì những cái đây là những cái vùng tín hiệu thấp, cái đốt tín hiệu thấp đây, và đây ví dụ cụ mang nguồn xạ chúng ta có thể quan sát được trên CT và cả trên MRI. Và những cái này thường được sử dụng trong cái điều trị tiêu chuẩn của ca cổ tử cung giai đoạn 1. Thì cái protocol của MRI khi mà chụp ca cổ tử cung sau điều trị thì chúng ta sẽ chụp như thế này. Khác với lại cái protocol mà đã trình bày trong ca nội cổ tử cung trước của bài bác sĩ cũ, thì trong ca cổ tử cung hiện tại protocol người ta không cần chụp, không cần tiêm thuốc tinh hoàn tử các anh chị, chỉ cần chụp như đây là đủ rồi. Họ đánh giá thực sự trên hai số, thứ nhất là THN và thứ hai là diffusion ADC, chỉ như đó là đủ, không cần tiêm thuốc. Và trên cái sung THN này thì nó có hai kiểu,
Thứ nhất là cái T2 mà các cô chú là để mấy em chỉ có thể đánh giá tổn thương tại chỗ của cô tử cung. Đây là những cái tình trạng mà chúng ta cần phải đánh giá. Và thứ hai là với những cái trường rộng thì mấy em chỉ có thể quan sát về những tổn thương hạch, những tổn thương ưu nước hiệu quả hoặc là cái tủy xương. Và cái tủy xương này rất là quan trọng đối với sau điều trị. Trên hình ngay đây sẽ có những cái hình ảnh em chỉ hiểu cái tầm quan trọng của nó. Và một số lưu ý thì khi chuẩn bị bệnh nhân, chúng ta phải cho bệnh nhân nghỉ ăn trước 4 tiếng trước khi chụp MRI. Tại sao? Để giảm cái nhu động ruột, để tác động lên cái hình ảnh của cháu chúng ta. Thứ hai là bất kỳ mấy em chỉ có thể chụp tiêm cho bệnh nhân glucagon hoặc là oxyfluocinpromide để giảm nhu động ruột cho bệnh nhân tiêm tiểu sạch trước khi chụp. Và có thể có hoặc không, giống như này thì anh Vũ có nói là bơm cái gel ở đường âm đạo để có thể quan sát rõ. Đây là một cái hình mà ở bệnh viện ung bướu đã cung cấp hàng trên lâm sàng. Bác sĩ sẽ ghi xuống cho mấy anh chị ca cổ tử cung chấm hết lâm sàng, thông tin lâm sàng như vậy thôi, đưa cái hình ca chụp MRI này như vậy. Thì hôm đó cái bé kỹ thuật viên của em thấy một hiệu tuần hoàn với cái hình như vậy, cuối cùng cũng dùng được cái hình các khu trú của cổ tử cung. Mà thật sự bé chị nhìn thấy cổ tử cung bị cắt rồi, tử cung, cổ tử cung vân vân bị cắt hết trơn rồi, đâu còn đâu. Nhưng mà thấy hôm đó bồi nhiên luôn mà vẫn có thể chụp được. Tất nhiên là cuối cùng ở kỹ thuật viên họ đã chụp nhầm với lại những cái que ruột gần gần nhìn gần ở vị trí đó. Đây là một cái hình ảnh mà mấy anh chị sẽ gặp thường xuyên, tại vì cái ca cổ tử cung rất thuần cặn và sau này mấy anh chị sẽ dần dần sẽ phải dù lọ ở những cái bệnh viện đa khoa cũng sẽ gặp cái hình ảnh ca cổ tử cung sau điều trị. Người ta đã phẫu thuật cắt tử cung và cái buồng trứng bị cắt hay không phụ thuộc vào cái độ tuổi của bệnh nhân. Giống như mấy anh chị biết, khi mà ở bệnh nhân 40 đến 50 tuổi thì cái việc cắt buồng trứng hay không khi mà cắt tử cung á, nó phụ thuộc vào bác sĩ sẽ trao đổi với bệnh nhân để xem bệnh nhân có muốn chữa buồng trứng hay không. Nhưng mà ở thông thường ở những bệnh nhân dưới 40 tuổi thì mấy anh chị sẽ toàn thấy được buồng trứng, tại bác sĩ sẽ không cắt buồng trứng trong những trường hợp đó. Ở đây là những cái clip phẫu thuật người ta nạo hạch sau khi điều trị. Ở đây mấy anh chị sẽ thấy ở đây có hai khối tổn thương đập được dịch các khối cạn qua hệ quyền thẳng, và ở cái vị trí cơ hàng một còn có thêm một cái khối tập độ dịch và ở trong có tăng mật độ. Đây là cái khối hay là khối xuất huyết, cái khối tụ máu ở trong hàng một. Và đây là hai cái hình ảnh rất thường gặp sau khi điều trị ca cổ tử cung là cái lipoxil, tức là cái vùng tụ của cái dịch bạch huyết đó anh chị. Cái này sau nào hẳn anh chị sẽ gặp hoài. Còn đây là một hình ảnh ca cổ tử cung sau khi phẫu thuật đã tái phát trở lại, trái ngược với lại cái hình ảnh này. Các anh chị thấy cái bò bóng đạo rất mạnh và cái cấu trúc này giải phẫu mình có thể nhận thấy rất là dễ dàng. Ở đây có một cái tổn thương tín hiệu trung gian. Khi tổn thương ca cổ tử cung tái phát, thông thường tín hiệu ở trung gian như thế này, và đây nó bắt đầu có xâm lấn của cái hàng sau của bàng quang. Và rõ ràng là cái vị trí này, cái bộ chu cung liên quan này cũng bị tổn thương xâm lấn. Đây là một cái tổn thương hạt tái phát ở vùng quách chậu. Cái vùng này thì chúng ta thường không bỏ sót, nhưng mà chúng ta cũng nên lưu ý thêm những cái hạt cạn động mạch chủ bộ. Đây là một trong những cái hạt tái phát mà chúng ta đôi khi chúng ta có thể bỏ sót CT. Và đây là cái vai trò của CT. Thông thường khảo sát cái hạt tổn thương xa nằm ngoài vùng sạ thì CT đó vai trò quan trọng. Vậy thì cái hình ảnh mà nãy là cái hình ảnh các anh chị đã thấy được, cái hình ảnh ca cổ tử cung nghĩa là điều trị hết, và một cái ca cổ tử cung sau khi phẫu thuật nó tái phát, bây giờ là cái hình ảnh ca cổ tử cung sau giải trị. Thì cái mà cái hình ảnh mà em mong muốn các anh chị có thể thấy được dễ dàng nhất, nó chỉ có nhiều đây thôi, nghĩa là cái u co kéo sơ hóa sau sản, tức là cái khối u cổ tử cung hoàn toàn không thấy sau khi sản nữa. Và
cái hình ảnh khôi phục lớp bệ tín hiệu thấp trên sông thứ hai là một cái, đây là một cái hình ảnh rất tin cậy để báo hiệu chúng ta là cái u này đã đáp ứng hoàn toàn và sạch điện. Đây là một cái hình ảnh của ca phẫu thuật ung trước điều trị. Ở đây cái ca phẫu thuật ung này, các anh chị thấy tổn thương này nó có tâm ấn vô cái phần trên âm đạo rồi. Thứ hai, cái tổn thương này ở vị trí này cái hình hơi tối nhưng mà chúng ta có thể thấy được, không thấy được cái lớp nối ở vị trí bộ tử cung nữa, và những cái nốt tổn thương bắt đầu lan ra ở cái vị trí trung cung. Nếu vậy thì cái tổn thương này là giai đoạn mấy anh chị? Ít nhất phải là giai đoạn 2B, ít nhất phải là giai đoạn 2B. Và cái đây là cái hình ảnh sau khi điều trị, vì cái này là giai đoạn 2B cho nên mấy anh chị biết là điều trị của họ sẽ là hóa xạ đồng thời. Sau khi hóa xạ đồng thời xong, nếu mà đưa cho mấy anh chị cái hình này, mấy anh chị cũng biết được đây là cái hình sau xạ trị vì sao. Ở đây mấy anh chị để ý cái xương sơ đốt sống cùng và đốt sống cùng, ở đây nó có hình ảnh cái động tín hiệu bình thường của đốt sống, nhưng mà ở đây vị trí này nó bị bắt đầu thoái hóa mỡ. Cái nguyên nhân mà thoái hóa mỡ của cái đốt sống cùng của bụng này là vì cái tủy não tụy ở trong đốt sống cùng của bụng nó đã bị hủy rồi trong quá trình xạ trị. Và sau 2 đến 6 tháng sau, thường là sau 2 tháng, tập toàn bộ cái tủy ở trong cái đốt sống cùng của bụng này nó sẽ bị thay đổi, thay thế bởi mô mỡ. Do đó mấy anh chị rất là lưu ý khi nào thấy ca phẫu thuật ung, bác sĩ cho tâm sàng thường chỉ đưa cho mấy anh chị theo cái lý trình hay ICU là ca phẫu thuật ung mà thôi, thì nhìn cái đốt sống này nghi ngờ ngay lập tức là bệnh nhân này đã điều trị rồi, có hóa xạ đồng thời rồi. Đây là hình ảnh bệnh nhân ca phẫu thuật ung sau điều trị. Và ở đây chúng ta thấy cái sự hồi phục lại hoàn toàn của cái lớp nối của phẫu thuật ung ngay đây, không còn thấy u nữa. Ở đây cái lớp nối chúng ta có thể quan sát rõ ràng, không còn thấy nhiễm trùng chu cung, không còn phẫu thuật cắm chỗ của phẫu thuật ung. Đây là một hình ảnh ca phẫu thuật ung đáp ứng hoàn toàn với điều trị. Tương tự như vậy, đây là một tổn thương khá lớn. Nếu là nhìn về mặt kích thước, chắc chắn tổn thương này lớn hơn 4 cm. Nếu vậy thì cái tổn thương này phải ít nhất là giai đoạn 1B2 hoặc là 2A. Và ở đây các anh chị thấy cái này tổn thương, đây là xung quanh DC. Thường những cái tổn thương này trên xung quanh điều trị sinh nó sẽ sáng choang, sáng như ánh mặt trời, và trên DC nó sẽ tối. Vì cái tổn thương này kích thước lớn hơn 4 cm, do đó bệnh nhân sẽ được xạ trị. Đây là hình ảnh 2 tháng sau điều trị. Với anh chị chú ý cái tủy xương của đốt sống cùng và buồn bây giờ nó đã phá mở rồi. Với anh chị nhìn cái này liếc qua một cái là nếu em liếc qua cái này em biết chắc chắn bệnh nhân này đã điều trị rồi. Do đó trên lâm sàng đưa xuống em cái hình ảnh y như thế này, còn một cái tổn thương như vậy. Vì như vậy chúng ta là phải đi tìm lại cái hình ảnh cũ để đánh giá đáp ứng với điều trị. Ở đây còn một tổn thương nhỏ ở vùng cổ tử cung và 6 tháng sau điều trị thì chúng ta thấy ở đây còn thấy một cái vùng thay đổi tín hiệu nhẹ. Tuy nhiên ở ADC hoàn toàn biến mất, không có sự thay đổi tín hiệu thấp trên ADC. Đây là một trường hợp đáp ứng hoàn toàn cho điều trị. Ca phẫu thuật tử cung này đã, nói chung là đã lành hoàn toàn. Và cái thời điểm mà chúng ta đã đánh giá cái đáp ứng hoàn toàn hay không chính là thời điểm 6 tháng sau điều trị. Nếu còn sau 6 tháng sau điều trị, chúng ta gọi là còn tổn thương, nghĩa là kháng điều trị. Còn sau 6 tháng sau điều trị, tổn thương biến mất, tiên lượng rất là tốt. Do đó, cái việc mà chụp MRI sau khi điều trị bao thời gian bao nhiêu nó đóng vai trò hiện tại nó bị tranh cãi rất nhiều. Có một số nơi đề nghị là chụp sau từ 3 đến 6 tháng. Nhưng mà nếu mà chụp quá sớm thì những cái thay đổi tuy sau điều trị với anh chị đôi khi sẽ rất là khó để chẩn đoán phân biệt với lại một cái ô còn lại. Nếu chụp sau 6 tháng thì mấy anh chị sẽ thứ nhất là dễ đánh giá chính xác cái bộ thương sơ thay đổi sau điều trị. Thứ hai là mấy anh chị đó cũng là thời điểm mấy anh chị có thể quyết định được luôn trả lời u này có kháng điều trị hay không, hay là u này đáp ứng với điều trị. Tuy nhiên đối với lại ở nước ngoài thì cái chuyện này nó đưa ra cái vấn đề là cái can thiệp phẫu thuật
họ nếu họ luôn kháng trị sẽ trở đến. Và cái tình trạng trong 6 tháng này bệnh nhân sẽ phải sống với một cái tâm trạng mang mang là tôi sẽ trị rồi, tôi phải trị rồi, và tôi không biết là 6 tháng này bệnh tình tôi như thế nào. Do đó đây là vẫn là một vấn đề còn tranh cãi, chụp từ 30 tháng sau điều trị. Đây là một cái hình ảnh của u kháng trị, nó tồn tại sau 6 tháng sau điều trị. Ở đây các anh chị thấy cái tổn thương này nó bắt đầu lan xuống một phần âm đạo. Thì nếu mà nó lan xuống một phần trên của âm đạo thì nó sẽ là giai đoạn 2A. Ở đây các anh chị thấy rõ cái vùng chu cung và cái vùng mỡ xung quanh, tín hiệu rất là rõ. Và ở đây mình không có cái lớp ECO để mình có thể chắc chắn khẳng định được nó là 2A, nhưng mà trên lâm sàng, trên cái bài này thì đây là cái giai đoạn 2A. Thì đang sẵn trong điều trị chúng ta vẫn còn thấy được tổn thương ở vị trí này, cái hình tín hiệu rất là tốt. Và 9 tháng sau điều trị vẫn còn tổn thương này, với cái thời gian 9 tháng sau điều trị còn 6 tháng sau điều trị còn tổn thương, chúng ta đã có thể nói là kháng trị tốt. Và đây 9 tháng sau điều trị chúng ta có khẳng định được cái này là ca tổn thương cung kháng điều trị. Và mấy anh chị biết là nếu mà đã kháng với sạch quá sạch trị tồn thì bệnh nhân phải điều trị phẫu thuật và đoạn chậu. Và rất đáng tiếc là bệnh nhân này không thể đoạn chậu được, bởi vì bệnh nhân này có hẹp di căn ở vùng cạnh động mạch chủ bộ và di căn phổ dưới, nên bệnh nhân này là thực tế một trường hợp u kháng trị. Và tái phát sau điều trị thì chúng ta cũng biết sơ là có thể là bao nhiêu là tái phát sau điều trị, thì 1/3 số bệnh nhân sẽ tái phát trong vòng 18 tháng sau điều trị. Bởi vậy cho nên khi em tham gia một cái nghiên cứu về ca tổn thương cung thì mấy anh chị biết cái hình ảnh nó hồi phục rất đẹp, hầu hết 80-90% đấy, thậm chí 80-90% đấy, từ ngày mát sạch sau quá sạch, từ ngày nó trở về bình thường, không thấy được cái u tổn thương cung đâu hết, gọi là cũng khá hiếm với gặp một cái hình trạng kháng trị đó. Thì vẫn là cái hình ảnh đó, các anh chị chỉ cần thấy được nếu tổn thương mà nó có tín hiệu trung gian mà xuất hiện ở tổn thương cung thì nghi ngờ đây là một cái tình hình tái phát sau điều trị. Và cái vai trò của xung điểm fusion và ADC rất là quan trọng để đánh giá cái thay đổi sau điều trị. Và ở trong cái bộ, trong cái bài báo, những cái bài mà em tiếp cận được, không cần vai trò của tiêm thuốc nha anh chị, không cần tiêm thuốc, bởi vì cái thâm nhiễm quanh của tổn thương sau tiêm thuốc nó có thể làm nhầm lẫn giữa cái thay đổi viêm sau điều trị và cái ca tổn thương tái phát, cho nên người ta khuyến cáo là không tiêm luôn, nó khác với lại cái hình ảnh ca tổn thương. Bây giờ là chúng ta đi vào một số cái thay đổi sâu xa của bụng chậu. Đây là những cái thay đổi rất quan trọng. Chúng ta tôi đã phụ thuộc cho người bệnh tự tin đặt đây là những cái thay đổi sâu xa. Chúng ta không nhầm lẫn những cái thay đổi này với những cái tổn thương tái phát ở tử cung. Chúng ta về một cái mặt sinh lý thì xạ trị nó làm giảm cái lượng estrogen cho bụng chúng ta ra, nó dẫn đến hậu quả là cái tử cung ở phụ nữ, các anh chị nhìn như là cái phụ tử cung đã mãn kinh rồi vậy, nó sẽ có nội mạc máu, nó mất giải phẫu lớp cơ của tử cung, tức là không phân biệt được cái lớp cơ giống như là cái hình ảnh mà chị này đã nói nhé. Và nó sẽ giảm được cái sự tung tim như là của phụ nữ đã mãn kinh. Và thứ hai đối với buồng trứng là nó sẽ giảm thể tích và mất hoạt động tạo nang ở buồng trứng. Buồng trứng mang chỉ không còn được thể cái nang bình thường, nang buồng trứng bình thường nữa, dù là nên là còn trẻ. Và nó sẽ dẫn đến cái việc vô sinh chuyển biến. Ở đây là để tránh cho cái tình trạng mà một người phụ nữ trẻ, ví dụ các phụ nữ cung với hai mấy ba mấy tuổi thôi, mình không muốn họ vô sinh như vậy thì mình sẽ làm như thế nào? Thì thông thường sẽ có cái phẫu thuật là họ đưa cái buồng trứng vào cặp rãnh đại tràng hai bên. Đây là một cái hình ảnh người ta đưa buồng trứng hai bên này chị vào cái cặp cái rãnh đại tràng, nằm cặp đại tràng, có hai cái tiết phẫu thuật ở vị trí này. Tuy nhiên về lâu về dài thì nó vẫn làm rối loạn chức năng của buồng trứng. Còn đây là hình ảnh sâu xa. Ở đây là một bệnh nhân ca tổn thương cung giai đoạn 1B1 có hóa xạ đồng thời. Ở đây trước khi hóa xạ đồng thời, em chỉ thấy buồng trứng vẫn còn tạo nang bình thường ở hai bên. Nhưng mà 3 năm sau, dù là bệnh nhân vẫn chưa mãn kinh gì cả, chưa tiền mãn kinh luôn, buồng trứng hoàn toàn không còn tạo nang nữa và buồng trứng teo nhỏ cả hai bên luôn. Và thay đổi sâu xa
đây là một cái tình trạng mà chúng ta cần phải lưu ý, là cái bàng quang nó có thể thay đổi sâu sạc nó dày thành lên, và cái tín hiệu đó không còn thấp như bình thường, thấp như về những cái vị trí bình thường, và nó bắt đầu tăng tín hiệu vào thành, và nó có phù đầy bóng nước. Các anh chị có thấy được bóng nước ở đây không ạ? Thì trên cái hình ảnh bóng nước này trên MRI và hình ảnh bóng nước trên CT cái nội soi bàng quang này, anh chị, cái hình ảnh này tương ứng với những cái phù đầy bóng nước này ở bệnh viện ung bướu là ngay gặp ngoài gặp thường xuyên luôn. Mà những cái bệnh nhân này hầu hết là không có triệu chứng nữa, anh chị, họ bình thường hoàn toàn, chỉ là chúng ta trong hình ảnh chúng ta thấy chúng ta đọc và nội soi bàng quang thấy những phù đầy bóng nước như thế này thôi. Và có một cái thay đổi sâu sắc giống như em nãy em đã nói với các anh chị, đây là một cái dấu hiệu rất là quan trọng để chúng ta nhìn xem bệnh nhân đã điều trị cái gì rồi. Thì như em đã nói, cái thành phần tạo huyết nhảy sạc trong phổi nó sẽ bị ngoại tới và nó thay thế và mở sâu sắc trị, và thậm chí cái thay đổi này thường là 2 tháng sau khi các anh chị mới thấy rõ, nhưng mà 2 tuần nó có thể bắt đầu xuất hiện rồi. Và cái vùng thay đổi mở là mấy anh chị phải lưu ý là nằm trong vùng sạc, cái hình ảnh nó rất là rõ đây. Mấy anh chị nhìn qua cái này, nhìn một cái hình ảnh này chắc chắn bệnh nhân gần như chắc chắn ở trong cái môi trường bệnh viện ung bướu là đã sạc dị rồi, của ca của tử cung. Nhìn cái vùng này là cái thay đổi mở của vị xương sau sạc dị, ở vùng trên này vùng không sạc, vị xương hoàn toàn bình thường, cái vùng ngay cái ranh giới ngay cho vị trí sạc dị đây. Và ở đây chúng ta thấy được cái tử cung đóng đầu khôi phục lại lớp nối, không thấy được tổn thương tín hiệu trung gian trên T2 của tử cung nữa. Đây là một tổn thương đáp ứng hoàn toàn điều trị. Tương tự như vậy thì đây là những cái vùng đầy bóng nước của hàng bàng quang, và nó có thay đổi nó dày hàng bàng quang lên trong cái vùng sản trị, và nó bắt đầu nó tăng tín hiệu của hàng bàng quang. Nãy lên nãy giờ là chúng ta trình bày những cái thay đổi sâu sạc, còn đây là những cái biến chứng sâu sạc. Những cái biến chứng sâu sạc này thì mấy anh chị có thể gặp được, thì nó có mấy anh chị nhớ là nó có 5 cái nhóm như thế này. Thì nó có thể nó nhóm ở tổn thương ở cổ tử cung, ở hệ tiêu hóa, hệ niệu, một cái cũng ít gặp nhưng mà cái hình ảnh đôi khi mấy anh chị gặp thì rất dễ nhận ra nó là phản ứng rõ, và cái biến chứng ở cơ xương khớp. Thì cái biến chứng ở cổ tử cung có 2 thứ, thứ nhất là hẹp cổ tử cung xảy ra sau điều trị, và thường đây là một cái biến chứng trẻ nó xảy ra 9 tháng sau điều trị. Thì triệu chứng người ta chỉ có mơ hồ là khó chịu bụng và tiết dịch không đạt mà thôi, nhưng mà nó có hẹp kênh cổ tử cung trên chén khoa nội mạng. Cái nguyên nhân là nó hay bao giờ nó cũng hay nhóm của chân tim, thứ nhất là nó sơ hóa sau điều trị, và thứ hai là nó tái phát bình thường. Mấy anh chị cứ nhớ sâu sắc là có hai thứ mà mình làm đi làm lại: sơ hóa sau điều trị, tổn thương tái phát. Đây là một cái tổn thương ở ca cổ tử cung giai đoạn 2B. Ở trên này trên đúng như nguyên tắc thì giai đoạn 2B chúng ta phải thấy được xâm nhiễm của tử cung của mấy anh chị, nhưng mà trên này cái hình ảnh chỉ mô tả là trước và sau điều trị, nó không có đưa được cái hình ảnh là xâm nhiễm tử cung. Tổn thương ở đây nghe vị trí chúng ta tín hiệu trung gian trên cái xung tê hang này, và 12 tháng sau điều trị toàn bộ cái vùng cổ tử cung tín hiệu nó tập, và mấy em chỉ thấy được tụ dịch ở trong lòng tử cung. Và cái dịch này nó sẽ là cái dịch gì thì tùy vào trên xung tê một. Đây là xung tê một, các em chỉ thấy tín hiệu cao trên tê một. Cao trẻ trên tê một, trên tê hai thì có 2 thứ, thứ nhất là máu, thứ hai là dịch protein. Thì nếu mà ở bệnh nhân nữ mà chưa ăn cái những cái gì thì cái này nó có thể là máu, nhưng mà nếu mà ở từ một phụ nữ lớn tuổi 60-70 tuổi đã ăn tiết rồi thì cái này là dịch protein chứ không phải là máu. Thứ hai là hoại tử của tử cung, thì đây là một cái trường hợp thường gặp trên lâm sàng, gặp ở những nữ hút thuốc, thì cái cổ tử cung nhất của tử cung bị ngắn lại, nó có những ổ tụ tiến lên nhau và đừng cho mọi người hút thuốc. Bây giờ đây là cái biến chứng rò, đây là một cái biến chứng trở thể của sản trị, và gần đây nó ít xảy ra nên do là cái nó có những cái tiến bộ trong sản trị, và nó có cũng tương tự như vậy, cũng là 2 nhóm bệnh nhân. Thứ nhất
là nó phải do cái tổn thương vậy thì sâu sạch nó làm nặng được nó, và thứ hai là tổn thương tái phát nó cũng gây được đường rộng. Và thường gặp là ở cái ung thư em thường gặp là rò cái rò bàn quang âm đạo, mà cái rò bàn quang âm đạo là một cái loại biến chứng thường gặp sau khi sạch chỉ trong cái gì. Các anh chị nhớ cái hình CT hồi nãy khi mà người ta đưa cái đường cửa sạch lên không? Nó ngay ở cái vị trí phổ tử cung á, ngay cái chỗ đó mũi cái hàng trước âm đạo và nó thông với lại cái hàng sau bàng quang, nó tạo đường rõ cái vị trí đó. Đó là một cái biến chứng thường gặp sau khi sạch chỉ trong. Thì chịu tức tùy vào rò cái gì, thì bây giờ ví dụ cái đầu bệnh nhân là âm đạo và rò nó được tiểu thì là nó có thể rò âm đạo và quang, hoặc là bệnh nhân bị rò phân ra âm đạo thì là rò được chèm bằng quang v.v. Ở đây trên bệnh viện em cũng gặp mày cái hình ảnh như thế này, cái tổn thương ở vị trí này không thấy rõ, nhưng mà ở vị trí trên là cảnh này ở cái vùng âm đạo chúng ta thấy được ngay cái đường rò thông ở hàng sau bàng quang ra âm đạo ở vị trí này, cái hàng âm đạo trước, cái hàng âm đạo sau, nếu có thể thấy rõ thì quyết ngay cái hàng âm đạo trước này thông với bàng quang. Và trên cùng trên bệnh nhân đó chụp CT cái hơi ở cái pha trễ của thận gì cũng như chị thấy được cái thuốc này quang nó rò vào âm đạo. Đây là một cái hình rò bàng quang âm đạo sau khi điều trị sạch biệt. Còn đây cũng là rò, nhưng mà nó không phải là rò do sạch biệt mà là rò do tái phát. Thì ở đây chúng ta thấy được tổn thương tái phát không nhiễm vào đây rồi, ví dụ trung gian không nhiễm hết, và vị trí u không rõ lan ra hết cũng không ra rồi, và nó phát từ rò từ vị trí âm đạo về vị trí này nó rò ra bằng quang. Còn biến chứng trên đường tiêu hóa thì như thế nào? Thì thông thường là với cái sạch trị liều trên 45-55 gray thì nó sẽ có nguy cơ biến chứng đường tiêu hóa, và những cái tổn thương quay ruột này nó xuất hiện thời gian nó không có cố định cái gì, thường vài tháng hoặc vài năm sau sạch. Và thường thì một năm khi nó nhạy sạch hơn, theo được cái là nặng nó di động, nó không có nặng cố định ở một vị trí, cho nên là khi xả cái tác dụng ở ruột non nó ít hơn là được kèm. Tuy nhiên á, cái ruột non ở cái vị trí thường bị gặp nhất là ngay cái chỗ mà nó nối vào ruột nhạc tại vị trí ở chỗ này nó bị cố định, và thì nặng nó có thể dày một ruột mà ngoài ở một khối chút lớn cơ hội ruột nó thâm nhiễm ở xung quanh của động mạch, nó phải tắt ruột. Giống như ở đây nó dày hàng ruột lên và nó bắt đầu mất cái cấu trúc lớp của cơ ruột đó, là và đây là một cái hình ảnh hẹp co thắt ruột sâu sạch và nó bắt đầu bị mặt ruột của mình. Thì đó bây giờ cái dạng biến chứng của đường tiêu hóa. Ngoài ra nó có thể gặp biến chứng của hệ niệu, giống như cái viêm bàng quang thì nãy giờ em có thì bảy mươi hai mấy anh chị nhiều rồi, thì cái viêm bàng quang này á nó thông thường á chúng ta phát hiện trên hình ảnh khóc rất nhiều, theo dõi thì ta thấy vùng hàng bàng quang nó thông thường trên lâm sàng bệnh nhân không có triệu chứng gì hết, chỉ có đôi khi là một số bệnh nhân có thể gây tiểu máu, thì những người này được sẽ được siêu âm hoặc là nội soi bàng quang để chúng ta phân biệt những cái trường hợp này. Một cái loại biến chứng nữa là nó gây hẹp của cái hiệu quản, thì nó thông thường nó sẽ hẹp từ trên xuống dưới, và ở dưới này chúng ta cũng quan sát được cái tổn thương tín hiệu trung gian trên T2 gây ra cái tình trạng hẹp này, và cái cách hẹp của nó là hẹp dần chứ không phải là hẹp đột ngột và cái giãn ruột dần lên. Thì đây là một cái hình ảnh hẹp dần của cái niệu quản và bờ nó khá là ngắn, và quan trọng nhất là chúng ta không thấy được cái tổn thương mô mềm tái phát ở cái vùng trung cung. Và đây là một cái biến chứng sơ sinh cấp. Mấy cái biến chứng này là ở bên bệnh viện ung bướu ngoài, nhưng mà khi mà chị xuống này không phải là cho mấy em như thế chị biết là ca của tử cung, mà khi xuống mà họ chỉ đơn thuần là ghi cho mình một câu là bệnh nhân đau lưng vậy thôi, mà mấy anh chị nhìn thấy thì làm sao chúng ta là mình sẽ phân biệt được. Chỉ có một cách là giống như nãy em nói với mấy anh chị là nhìn vào có một cái angle mở, nó với một cái vùng chuyển tiếp giữa cái vùng cao và vùng thấp, tự nhiên có vùng thấp hay đổi mở hoàn toàn bị xương, chúng ta nghi ngờ bệnh nhân có sạch trị. Thì đây một bệnh nhân ca cổ tử cung hai giai đoạn 2B sau hóa sạch, nếu thấy một hình này chúng ta ngồi đọc di căn, tổn thương này là tổn thương di căn,
thì tuy là một chỉ là một cái chẩn đoán gọi là rất là dung dung của chúng ta có thể là nó chưa loại được tổn thương gì cả, nhưng mà sẽ gây ra một cái hậu quả rất nặng nề cho bệnh nhân. Bây giờ người ta điều trị người ta đáp ứng hoàn toàn rồi, nhưng mà vì một cái tổn thương này là một cái tổn thương biến chứng sâu xạ, bây giờ chúng ta đều chưa loại được gì cả, bác sĩ lâm sàng lại tiếp tục phát đi xạ tiếp, thì bệnh nhân sẽ càng nặng hơn, lại bệnh nhân lại phải chịu thêm một cái liều xạ, lại phải tiếp tục hóa trị. Cho nên một cái câu kết luận của chúng ta đó là cái vai trò rất là quan trọng đối với cái tiên lượng bệnh nhân. Vậy thì chúng ta có thể phân biệt như thế nào? Thì thông thường nếu mà trên đó mấy anh chị lục hồ sơ ra, nó sẽ có những cái xạ hình xương các anh chị. Thì trên cả xạ hình xương có những cái em đã đặt ra tương tự như vậy rồi, thì xạ hình xương thấy một xương đầy hoàn bộ tất cả các xương á, rồi thì chúng ta nghi ngờ gì hả? Nhưng mà có những ca chỉ có bị một ổ tổn thương duy nhất trong vùng xạ mà thôi, và ở trên cái hình khi mà chúng ta chụp lên CT bệnh nhân, chúng ta thấy đường gãy, đường gãy trong vùng xạ, đây là cái tình trạng gãy mềm sau khi xạ trị, cái insufficiency fractures, nghĩa là bị cái tổn thương sau khi xạ. Ở đây có nói cái tổn thương sau xạ này á, nó sẽ làm cho nghĩa là làm thắt những cái vi mạch, làm cho cái xương bị gãy. Do đó chúng ta phải hết sức chú ý phân biệt với lại những cái tổn thương liên can, và nó có thể gây một số cái biến chứng khác, như là nó gây ra những cái u mô mà vào xương, thì những cái tổn thương này cứ phát sau xạ nhưng mà nó cũng tương đối là hiếm gặp. Nhưng mà có một cái hậu quả là nó có thể gây ra tăng khả năng bị ca đại tràng hoặc ca trực tràng, em không chị, tại vì lên bệnh cái vùng tương đối cố định nó phải chịu liều xạ, do đó là cái tỷ lệ những cái người mình phải xạ là tỷ lệ ca đại tràng là 6.5% so với cái nhóm trung bình thường là có 2.5%, hoặc là ca trực tràng thì là họ ca trực tràng đến 3.5%, dù là so với nhóm trung bình thì có 0.5% mà thôi. Và một số cái biến chứng là tái phát ngoài đường xạ, nó sẽ tái phát như thế nào? Thứ nhất là có một số là hay bỏ sót ở ngay cái vị trí tiền đình âm đạo, cái tổn thương cao của chúng có thể gieo hạt xuống mọi dưới đó, chúng ta không chú ý chúng ta có thể bỏ sót. Thứ hai là ngoài ở những cái hạt đầu mạch trung bụng là những cái vùng cao, thì những cái vị trí này thì thường là được khảo sát trên CT. Và sau khi mấy anh chị đã đọc hết được lại toàn bộ những cái tiêu của các tổn thương sau điều trị rồi, thì mấy anh chị có thể chú ý những phương em một lần là nhìn lại một lần nữa trên xung diffusion với giá trị p-value cao. Bởi vì sau những cái lần sau khi làm việc một ngày mà đến buổi chiều và độ buổi rồi, chúng ta có thể bỏ sót những cái tổn thương nó rõ như vậy đó mấy anh chị. Khi mà mấy anh chị mẫu cái p-value cao lên, cái tổn thương nó sáng như một mặt trời mới mọc lên vậy, nhưng mà trên cơ xung T1 và T2 chúng ta bỏ sót bình thường, thậm chí trên xung sau đây nếu mà tổn thương nhỏ một chút xíu chúng ta cũng bỏ sót bình thường. Do đó chúng ta phải có một cái xem lúc chúng ta nhìn lại trong cái xung bị gây đau ngang, các anh chị sẽ thấy cái tổn thương nó hiện rành rành ở đó, nó hiện sáng nhờ các anh chị thì nó không bỏ sót được. Đó là một cái lưu ý mà chúng ta đọc MRI nó nên check lại một lần nữa. Thì do đó cái việc đọc hình ảnh của cái em trai vùng đầu, nhất là can của chúng ta điều kiện bệnh, nó đặt ra rất nhiều cách, nhất là những cái độ sắc sạc. Thì nếu mà chúng ta có thể làm quay cái hình này, thì cái chẩn đoán của chúng ta đưa ra được nhân có thể chính xác, sẽ có thể giúp đỡ nhiều người hơn. Thì cái bài điều này của em đến đây là